Hãy cùng trải nghiệm và tận hưởng những điều tuyệt vời mà Ultra V-Lip mang lại. Mình không dám phẫu thuật vì mình ngại đau. Da mình khá là nhạy cảm, mình rất sợ biến chứng sau phẫu thuật. Phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay thì lại đắt, nên mình rất phân vân trong vấn đề lựa chọn phương pháp nâng mũi. Mình đã chọn phương pháp nâng mũi bằng chỉ Ultra V-Lip. Ultra V-Lip là một loại chỉ sinh học. Khi được đưa sâu vào da sẽ ngay lập tức làm căng những vùng chảy xệ. Lúc này, chỉ sẽ kích thích tăng sinh collagen và tự tiêu trong vòng 24 tháng. Quá trình tăng sinh collagen sẽ vẫn duy trì đến tháng thứ 32. Khi nâng mũi bằng chỉ, khách hàng sẽ được thăm khám tình trạng thực tế vùng mũi. Sau đó, xác định vị trí và số lượng chỉ cần đặt. Tiếp đến là bước tiến hành đặt chỉ vào sống mũi hoặc những vị trí khác trên mũi nếu khách có yêu cầu. Khi hoàn thành, khách hàng sẽ được hẹn lịch khám lại trong vòng 1 tuần. Mình cảm thấy quy trình thực hiện diễn ra rất nhanh, không có cảm giác đau gì cả, dáng mũi rất đẹp và tự nhiên, đúng như mình mong đợi. Sau khi thực hiện dịch vụ xong, mình có thể sinh hoạt bình thường, không cần thời gian nghỉ dưỡng. Mình cảm thấy rất là tự nhiên, rất cân đối với gương mặt của mình.